Minh Châu thân mến chào các bạn. Hôm nay là ngày thứ tư, ngày 8 tháng 12 năm 2021, và cũng là một ngày lễ của Đạo Công Giáo. Một ca khúc Giáng sinh với tựa đề Quan Trọng Đến Đâu của nhạc sĩ Lê Quang Ánh, Minh Châu cũng gửi đến các bạn sau đây. Mời các bạn cùng bóng chiều đã tắt, hai người lữ khách đi tìm quán để cho đêm hết rồi, chờ trông đến đành cất bước đi về phía nơi đồng hoang. Đêm nay Chúa ra đời, nơi hang để lên tiếng buông lời. Này mục đồng, này lửa chiến, cùng thở lại cùng tôn vinh. Hát lên, chúng khen mùa trời đất. Này vì thế nhân tội lỗi nên hạ sinh. Hỡi người lữ khách, thôi dừng chân bước, vui lòng ghé đây cho chân. Dẫu rằng nhỏ bé, dẫu rằng nghèo khó, nhưng đầy ấm môi tình thương. Đêm nay Chúa ra đời, nơi hang để lên tiếng buông lời. Này mục đồng, này lửa chiến, cùng thở lại cùng tôn vinh. Hát lên chúc khen mùa trời đất. Này vì thế nhân tội lỗi nên hạ sinh. Chúa trời con hỡi, con là hang ta, xin người ghé đây cho chân. Dẫu rằng không đáng, dẫu rằng bất xứng, nhưng người trở nên ngài chi. Đêm nay Chúa ra đời, nơi hang để lem tuyết buông lời. Này mục đồng, này lửa chiến, cùng thở lại cùng tôn vinh. Hát lên chúc khen trời đất. Nay vì thế nhân tội lỗi nên hạ sinh. Chúa đã biến thân loài người, Chúa đã giáng sinh vào đời. Emmanuel tên của người là, nhưng Chúa ở với ta. Minh Châu cảm ơn các bạn và chúc các bạn một mùa Giáng sinh an lành, dù bệnh dịch nó vẫn còn lan tràn. Mọi sự tốt lành nhé các bạn. Minh chào các bạn.